Chùa Lịch Lộng, Già Thanh, Già Viễn, Ninh Bình. Ôi. Hòn giữa chảy giữa. Con ơi, sao rồi? Xuống đây chúng mẹ anh không lên được đấy đâu. Sờ vào món đi ngon lên. Đây đúng là nước chảy đá mòn đấy. Nước nó chảy xuống nó thành cái này. Chảy nó ra rơi đá xuống nó thành cái này. Đây là giọt nước này. Giọt nước xuống rồi. Anh đừng sờ vào. Như là sờ vào góc của đá mòn. Còn nước đây mà. Em từ gõ hòn đá cho nó kêu không? Hả? Phải gõ hòn đá nó phải kêu như chuông ấy. Ôi, nhìn này. Nước chảy này. Rồi, giếng trời.
có một cái. Ở đây là nhìn ra ngoài kia, nhìn ra ngoài đó. Ui giời, nhìn là dính cái cây này. Rào sát rồi, không cho trèo lên vẫn trèo. Đi này có mấy mà vứt bỏ cái này nhỉ? Nhi mới vứt bỏ đôi giày.